Bộ Tài chính đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo quyết định của Thủ Tư tướng Chính phủ về cơ chế tài chính bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thay thế quyết định số 60 và quyết định số 38 sửa đổi bổ sung một số điều của quyết định số 60. Bộ Tài chính đề xuất giảm mức chi phí chi trả lương hưu trợ các bảo hiểm xã hội từ 0,65% xuống 0,54% Việc điều chỉnh giảm mức chi phí chi trả từ 0,65% xuống 0,54% sẽ tác động làm giảm chi phí quản lý, tiết kiệm kinh phí giai đoạn 2023-2024 tổng kinh phí khoảng 587 tỷ đồng, trung bình 293,5 tỷ đồng một năm.